A à, về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toàn lớp 7 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Chương 2 Số thực Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình trả lời các câu hỏi và bài tập trong bài số 7 Tập hợp các số thực rồi chúng mình sẽ cùng với cô đi vào phần đầu tiên nào. Câu hỏi phần 1 nhỏ, khái niệm số thực và trục số thực. Bài luyện tập 1 trang 33 sách giáo khoa toàn 7 tập 1, cô có đề bài như sau. A nhỏ, cách viết nào sau đây là đúng? Căn 2 thuộc tập Q, Pi thuộc tập Y, 15 thuộc tập R. À, trước hết thì con sẽ xác định cho cô này. Q ở đây là tập hợp các số hữu tỉ. Y là tập hợp các số vô tỉ và R ở đây chính là tập hợp số thực, đúng không ạ? Số hữu tỉ và số vô tỉ thì được gọi chung là số thực và tập hợp số thực thì được ký hiệu là R. Mình nhớ chưa nhỉ? Rồi ý B nào. Viết số đối của các số 5,08299. Đây chính là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 299, được chưa ạ? Và âm căn 5. Rồi cô sẽ có lời giải chi tiết cho bài luyện tập 1 như sau. À trước hết với ý A nhỏ, cô có căn 2 là số vô tỷ, vậy nên là căn 2 sẽ không thuộc quy. Pi là số vô tỷ nên pi sẽ thuộc vào tập y. 15 là số hữu tỷ, vậy nên 15 sẽ thuộc vào tập R. À, như vậy cô có thể kết luận cách viết pi thuộc tập Y và 15 thuộc tập R là đúng. Được chưa nào? Còn căn 2 thuộc Q là cách viết sai. Bởi vì căn 2 của chúng mình là số vô tỉ, Còn Q là tập hợp số hữu tỷ. Đúng chưa ạ? Rồi ý B. Số đối của 5,08 mở ngoặc 2,99 là âm 5,08 mở ngoặc 299. Được chưa nào? Bài này thì rất là đơn giản rồi. Còn số đối của âm căn 5 thì sẽ là căn 5. Mình sẽ chuyển cho cô sang phần tiếp theo. Câu hỏi trang 34 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Điểm nào trong hình 2.4 biểu diễn số âm căn 2? Em có nhận xét gì về điểm biểu diễn của hai số đối nhau? Con hãy quan sát cho cô vào hình ảnh ở dưới đây và chúng mình tìm cho cô xem là điểm nào trong hình này biểu diễn cho số âm căn 2. À chúng mình thấy điểm nào đây ạ? Chính là điểm N đúng không nào? Vị trí của điểm N chính là vị trí của số âm căn 2. Như vậy điểm N trong hình 2.4 biểu diễn cho số âm căn 2. Vậy chúng mình có nhận xét gì về điểm biểu diễn của hai số đối nhau nhỉ? Cô lấy ví dụ ở đây, âm căn 2 và căn 2 là hai số đối nhau. Đúng không ạ? Tương ứng với nó là vị trí điểm N và điểm M. Vậy chúng mình có nhận xét gì ở đây nhỉ? À, con thấy rằng điểm biểu diễn của hai số đối nhau thì sẽ cách đều điểm O, đúng không ạ? Điểm O chính là gốc này. Được chưa nào? rồi chúng mình chuyển tiếp cho cô sang bài luyện tập 2 trang 34 sách giáo khoa toán 7 tập 1 đề bài của cô như sau cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác sẽ bằng căn 10 em hãy vẽ điểm biểu diễn số âm căn 10 trên trục số à, như vậy đầu tiên chúng mình sẽ hình dung cho cô Bước 1, con vẽ cho cô hình chữ nhật OBAD có hai cạnh bằng 3 và 1. Khi đó thì OA sẽ bằng căn 10. Đúng chưa ạ? Mình sẽ quan sát cho cô vào hình này. Ở đây con sẽ quan sát vào hình và cô sẽ đọc hướng dẫn cho chúng mình từng bước một nhé. Bước 1 là con sẽ vẽ cho cô hình chữ nhật OBAD có hai cạnh bằng 3 và 1. Khi đó cô có OA chính là đường chéo này và bằng căn 10, được chưa ạ? Tiếp đến chúng mình có đường tròn tâm O, bán kính OA cắt tia Ox tại điểm M. Được chưa nào? Vậy khi đó OM chính là bán kính của đường tròn này và cũng sẽ bằng với OA và bằng căn 10. Được chưa ạ? Ở bên trái của điểm O thì con sẽ lấy cho cô điểm N. Sao cho OM bằng ON. Khi đó ON cũng sẽ bằng căn 10, đúng không nào? Vì ON cũng chính là bán kính của đường tròn tâm O. Và khi đó điểm N sẽ biểu diễn cho số âm căn 10. Được chưa ạ? Mình thấy đơn giản không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ chuyển tiếp cho cô sang phần B. Câu hỏi phần 2 nhỏ. Thứ tự trong tập hợp các số thực. Cô có bài luyện tập 3 trang 35 sách giáo khoa toán 7 tập 1 đề bài như sau. Yêu cầu con hãy thực hiện so sánh a nhỏ 1,313233 vân vân và 1,32. Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 32. b nhỏ căn 5 và 2,36. Có thể dùng máy tính cầm tay để tính căn 5. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi xử lý cho cô ý A trước nào. Ý A con thấy là gì đây ạ? 1,32 là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 32 vậy cô sẽ viết được cụ thể là bằng 1,323232. À số 32 sẽ kéo dài mãi đúng không? Nên con sẽ điền cho cô dấu chấm 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 ở đây. Được chưa ạ? Vậy nên khi đó cô sẽ có 1,313233 vân vân. Nhỏ hơn 1,323232 vân vân. Đúng không ạ? Bởi vì số thập phân thứ hai ở đây cô thấy là 1 và 2. Đúng chưa? 1 thì nhỏ hơn 2. Như vậy à số 1,313233 vân vân sẽ nhỏ hơn 1,3232. Đúng không ạ? À hay nói cách khác là 1,313233 Thì sẽ nhỏ hơn 1,32 Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn Được chưa nào? Rồi ý B Trước hết thì con sẽ sử dụng cho cô máy tính cầm tay Để tính xem là căn 5 bằng bao nhiêu Khi cô sử dụng máy tính cầm tay Thì cô tính được căn 5 sẽ bằng 2,236067977 được chưa ạ? Phần này thì con sẽ sử dụng máy tính để bấm ra cho cô nhé. Khi đó cô sẽ thực hiện so sánh này. Làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005 thì cô sẽ được căn 5 sắp xỉ 2,24. Đúng chưa nào? Do 2,24 thì nhỏ hơn 2,36. Vậy nên là căn 5 sẽ nhỏ hơn 2,36. Đúng chưa ạ? Về phần so sánh thì con có thể thấy ngay số thập phân đầu tiên là 2 và 3. 2 thì nhỏ hơn 3. Vậy nên là 2,24 sẽ nhỏ hơn 2,36. Đúng chưa ạ? Rồi, vậy là chúng mình cũng đã hoàn thành xong bài luyện tập 3 rồi. Chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần C. Câu hỏi phần 3 nhỏ. Giá trị tuyệt đối của một số thực. Cô có hoạt động 1 trang 35 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Hãy biểu diễn các số 3 và âm 2 trên trục số rồi cho biết mỗi điểm ấy nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị. À, bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô đi biểu diễn 3 và âm 2 trên trục số nào. Bước đầu tiên con sẽ thực hiện Điểm A và B sẽ lần lượt là hai điểm biểu diễn các số 3 và âm 2 trên trục số. Được chưa ạ? Cô ký hiệu là điểm A và điểm B nhé. Rồi, điểm B cách gốc O một đoạn bằng hai đơn vị. Còn điểm A sẽ cách gốc O một đoạn bằng bao nhiêu đây ạ? À bằng 3 đơn vị. Đúng chưa nào? Khi đó cô sẽ có này. Đây chính là trục số của cô. Đây là gốc O. Điểm A của cô sẽ biểu diễn cho số 3. Vậy điểm A sẽ cách gốc O một khoảng 3 đơn vị nằm về phía bên tay phải, tức là phía sau của điểm O. Còn điểm B biểu diễn cho số âm 2. Điểm B sẽ cách gốc O một khoảng bằng 2 đơn vị và nằm phía trước điểm O bởi vì biểu diễn cho số âm. Được chưa? Vậy cô đã xác định được vị trí của điểm A và điểm B. Được nào? Rồi, chúng mình tiếp tục chuyển cho cô sang hoạt động 2 trang 35 sách giáo khoa toàn 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con không vẽ hình. Hãy cho biết khoảng cách của mỗi điểm sau đến gốc O. Điểm âm 4, âm 1, 0, 1 và 4. Mình nhớ cho cô là không vẽ hình, chúng ta hãy hình dung cho cô này. Khoảng cách từ âm 4 đến gốc O là 4 đơn vị. Khoảng cách từ âm 1 đến góc O là một đơn vị. Khoảng cách từ 0 đến góc O là không đơn vị. Khoảng cách từ 1 đến góc O là một đơn vị. Và khoảng cách từ 4 đến góc O là 4 đơn vị. Đúng chưa nào? Bài tập này thì rất là đơn giản rồi. Chúng ta chuyển cho cô sang phần câu hỏi trang 35 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Từ hoạt động 1 và hoạt động 2, con hãy tìm cho cô giá trị tuyệt đối của các số 3, âm 2, 0, 4 và âm 4. Ở đây cô sẽ thực hiện như sau. Giá trị tuyệt đối của 3 là trị tuyệt đối của 3 bằng 3. Đây chính là ký hiệu của giá trị tuyệt đối. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục Giá trị tuyệt đối của âm 2 chính là 2 Giá trị tuyệt đối của 0 chính là 0 Nhớ cho cô này Giá trị tuyệt đối của 0 luôn luôn là 0 Giá trị tuyệt đối của 4 là 4 Giá trị tuyệt đối của âm 4 cũng chính là 4 Qua bài tập này thì các con hãy ghi nhớ cho cô rằng Giá trị tuyệt đối của 0 là 0 và giá trị tuyệt đối của một số dương sẽ là chính nó. Đúng chưa ạ? Ví dụ ở đây cô có giá trị tuyệt đối của 3 chính là 3 luôn này. Và giá trị tuyệt đối của 4 cũng chính là 4. Đúng không nào? Còn giá trị tuyệt đối của một số âm thì sẽ là số đối của nó. Cô lấy ví dụ, giá trị tuyệt đối của âm 2 thì chính là 2. À 2 có chính là số đối của âm 2 không nhỉ? Chính xác rồi, đúng không ạ? Còn giá trị tuyệt đối của âm 4 thì chính là số đối của âm 4 hay nói cách khác là 4. Đấy chưa nào. Rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần câu hỏi trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Bạn Minh viết trị tuyệt đối của âm 2,5 bằng âm 2,5 là đúng hay sai? À theo các con thì là đúng hay sai nhỉ? À, chắc chắn là sai đúng không ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng với cô thực hiện lý luận như sau. Do âm 2,5 thì nhỏ hơn 0. Vậy nên là trị tuyệt đối của âm 2,5 sẽ phải bằng trừ âm 2,5. Đúng không ạ? Hay nói cách khác là bằng 2,5. Đúng chưa nào? À, như vậy bạn mình đã viết sai. Rồi, chuyển cho cô sang phần luyện tập 4, trang 36, sách giáo khoa toán 7, tập 1. Đề bài như sau. Yêu cầu con hãy tính cho cô A nhỏ, trị tuyệt đối của âm 2,3, B nhỏ, trị tuyệt đối của 7 5, C nhỏ, trị tuyệt đối của âm 11 và D, trị tuyệt đối của âm căn 8. Đầu tiên cô sẽ có A nhỏ. Do âm 2,3 nhỏ hơn 0, Vậy nên trị tuyệt đối của âm 2,3 sẽ bằng âm của âm 2,3 hay nói cách khác là bằng dương 2,3. Được chưa ạ? Rồi ý B nào. Ý B cô có 7 phần 5 thì lớn hơn 0. Vậy cho nên là trị tuyệt đối của 7 phần 5 sẽ bằng 7 phần 5. Ý C. Cô có âm 11 nhỏ hơn 0. Vậy nên giá trị tuyệt đối của âm 11 sẽ bằng trừ của âm 11 và nói cách khác là bằng dương 11. Đúng chưa? Rồi ý D nào. Trị tuyệt đối của âm căn 8. À ở đây con thấy rằng âm căn 8 thì nhỏ hơn 0. Vậy nên giá trị tuyệt đối của âm căn 8 sẽ bằng trừ âm căn 8 hay nói cách khác là bằng dương căn 8 được chưa Và chúng mình chú ý cho cô nhé Giá trị tuyệt đối thì à, luôn là một số dương được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang phần thử thách nhỏ trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con liệt kê các phần tử của tập hợp A. Ở đây cô có A bằng x sao cho x thuộc Z và trị tuyệt đối của x sẽ phải nhỏ hơn 5. Z ở đây chính là tập hợp các số nguyên, đúng không nào? Rồi bây giờ cô sẽ có lời giải chi tiết như sau. Đầu tiên con thấy rằng đề bài cho trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 5 mà trị tuyệt đối của x thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và x thuộc Z. Vậy nên giá trị tuyệt đối của x sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đúng chưa nào? Khi đó cô sẽ có x thuộc vào các giá trị sau. Âm 4, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3 và 4. Đúng chưa nào? Vậy chúng mình kết luận được tập hợp A sẽ bao gồm các phần tử âm 4, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3 và 4. Được chưa? rồi chúng mình chuyển cho cô sang phần d phần câu hỏi bài tập cô có bài 2.13 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1 đề bài yêu cầu còn như sau xét tập hợp A bao gồm các phần tử 7,1 âm 2,61 đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 61 đúng chưa nào không 5,14, 4 phần 7, căn 15 và âm căn 81. Bằng cách liệt kê các phần tử, con hãy thực hiện viết cho cô tập hợp B gồm các số hữu tỷ thuộc tập A và tập hợp C gồm các số vô tỉ thuộc tập hợp A. À, như vậy nhiệm vụ của chúng mình là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ phải liệt kê viết cho cô hai tập hợp đó là tập hợp B và tập hợp C. Tập hợp B thì bao gồm các số hữu tỉ, còn tập hợp C thì bao gồm các số vô tỉ. Chú ý cho cô là các số mà con liệt kê sẽ bắt buộc phải thuộc vào tập hợp A. Được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô liệt kê nào? Với tập hợp B bao gồm các số hữu tỉ. Ở đây cô có các số hữu tỉ là 7,1; âm 2,61. Nhớ cho cô là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì là số hữu tỷ nhé. Số 0, 5,14, 7 và âm căn 81. Âm căn 81 còn bấm máy tính thì sẽ bằng âm 9. Đúng chưa ạ? Thì đây cũng là số hữu tỷ. Còn số vô tỷ thì sao nhỉ? Tập hợp C cô chỉ có duy nhất một phần tử. Số vô tỷ ở đây chính là bằng căn 15. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tiếp theo nào. Bài 2.14 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Cô có đề bài như sau. Gọi A phẩy là tập hợp số các số đối của các số thuộc tập hợp A. Trong bài 2.13 mà chúng mình vừa thực hiện, đề bài yêu cầu con hãy liệt kê cho cô các phần tử của A phẩy. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng cô quan sát nào. Đầu tiên cô có số đối của 7,1 là âm 7,1. Chúng mình chỉ cần à, thực hiện tìm cho cô số đối của các số thuộc tập hợp A thôi đúng không? Tiếp đến này, số đối của âm 2,61 là 2,61. Số đối của 0 thì chính là 0 rồi. Số đối của 5,14 là âm 5,14. Số đối của 4 phần 7 là âm 4 phần 7. Số đối của căn 15 là âm căn 15. Số đối của âm căn 81 là căn 81. Khi đó cô có thể liệt kê được các phần tử của tập A phẩy như sau. Đó là 7,1 con xin lỗi, âm 7,1 đúng chưa ạ? 2,61 0 âm 5,14 âm 4,7 âm căn 15 và căn 81 chính là các phần tử của tập hợp A phẩy. Được chưa ạ? Rồi, bài 2.15 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Con hãy quan sát cho cô xem là các điểm a b c d trong hình sau biểu diễn cho những số thực nào ở đây cô có hai hình hình a và hình b này hình a thì chúng mình có hai điểm a và điểm b còn hình b chúng ta có hai điểm c và d bây giờ chúng mình sẽ thực hiện cho cô với hình a trước cô sẽ để hình a ở đây chúng mình tiện quan sát được không nào rồi đầu tiên con thấy rằng Hình trên đã chia đoạn thẳng đơn vị thành 20 phần bằng nhau. Đúng không ạ? Chúng ta có thể kiểm tra cho cô. Mỗi một phần chính là một ô vuông nhỏ. Vậy là hình này đã chia đoạn thẳng đơn vị thành 20 phần bằng nhau. Vậy nên mỗi một đoạn mới thì sẽ bằng 1 phần 20. Đúng chưa ạ? Mỗi một đoạn ở ô vuông nhỏ này chính là 1 phần 20 này. Rồi tiếp tục con quan sát cho cô. Điểm A của cô thì nằm ở phía bên phải của điểm O. Và cách điểm O một khoảng bằng 13 đơn vị mới. Vậy nên là điểm này sẽ chỉ số 13 phần 20. Được chưa? Tương tự như vậy với điểm B. Điểm B thì nằm ở bên trái của điểm 1 này. Đúng không? Điểm B nằm bên trái của điểm 1. Và cách O một khoảng bằng 19 đoạn đơn vị mới. Đúng chưa ạ? Vậy nên điểm đó sẽ chỉ số 19 phần 20. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang ý B. Cô sẽ để hình B ở phía bên góc phải màn hình để con tiện quan sát này. Đầu tiên thì con sẽ xác định cho cô từ 4,6 cho đến 4,7 là bằng bao nhiêu đây ạ? Cách nhau bao nhiêu nhỉ? À, cách nhau 0,1 đơn vị, đúng không? Cô lấy 4,7 trừ 4,6 là bằng 0,1. Khi đó, cô chia đoạn thẳng 0,1 cũng thành 20 phần bằng nhau. Mỗi một phần chính là một đoạn trên ô vuông nhỏ này. Vậy nên mỗi đoạn sẽ bằng 0,1 phần 20. Và cô sẽ để dưới dạng số thập phân là 0,005. Rồi bước tiếp theo con thấy rằng Điểm C thì nằm ở bên phải điểm 4,6. Và cách điểm 4,6 một khoảng bằng 3 đoạn 0,005. Đúng chưa ạ? Vậy nên điểm đó sẽ chỉ số 4,6 cộng 3 x 0,005. Hay nói cách khác là số 4,615. Được chưa nào? Ta chú ý cho cô ở ý B nhé. Ý B thì hơi khác một chút này. Rồi còn điểm D thì sao nhỉ? Điểm D cũng nằm ở bên phải của điểm 4,6. Và cách điểm 4,6 một khoảng bằng 10 đoạn 0,005. Vậy nên điểm này sẽ chỉ số 4,6 cộng 10 nhân 0,005. Và nói cách khác, điểm D sẽ chỉ số 4,65. Được chưa ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tiếp theo nào. Bài 2.16 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con thực hiện tính cho cô A nhỏ. Giá trị tuyệt đối của âm 3,5. B. Giá trị tuyệt đối của âm 4 phần 9. Và C. Giá trị tuyệt đối của 0. D. Giá trị tuyệt đối của 2,03. 2,03 thì là một số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 3. Với ý này thì cô có lời giải chi tiết như sau. A nhỏ. Chúng mình có giá trị tuyệt đối của âm -3,5 sẽ bằng 3,5. Ý B. Giá trị tuyệt đối của -4/9 bằng 4/9. Ý C. Giá trị tuyệt đối của 0 thì sẽ bằng 0. Và giá trị tuyệt đối của 2,03 sẽ bằng 2,03. Được chưa ạ? Bài 2.16 thì rất là đơn giản rồi. Mình sẽ cùng chuyển cho cô sang bài tiếp theo nào. Bài 2.17 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con hãy xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau. A bằng 1,25, B bằng âm 4,1 và C bằng âm 1,4142, 13562 vân vân. Đầu tiên thì con sẽ xác định dấu cho cô Sau đó thì chúng mình sẽ xác định giá trị tuyệt đối của mỗi số này nhé Với ý A Cô có A bằng 1,25 thì có dấu dương Đúng không nào? Khi đó giá trị tuyệt đối của A Thì sẽ bằng trị tuyệt đối của 1,25 Và bằng 1,25 Ý B nào? Ý B cô có B bằng âm 4, và âm 4,1 thì có dấu âm. Khi đó giá trị tuyệt đối của B sẽ bằng trị tuyệt đối của âm 4,1 và bằng 4,1. Ý C C bằng âm 1,41423562 vân vân. C sẽ có dấu âm, đúng chưa ạ? Và giá trị tuyệt đối của C thì sẽ bằng 1,414213560, vân vân. Được chưa ạ? Bài tập này thì cũng rất là đơn giản rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài cuối cùng nào. Bài 2.18 trang 36 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con hãy tìm cho cô tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện trị tuyệt đối của x bằng 2,5. Nào chúng mình tìm được các số thực x nào nhỉ? À đầu tiên cô sẽ có các số thực x sẽ phải thỏa mãn điều kiện giá trị tuyệt đối của x bằng 2,5. Chính là các số thực có khoảng cách từ số đó đến góc tọa độ là 2,5. Đúng chưa ạ? Đó chính là hai số âm 2,5 và 2,5. Hai số này thì nằm về hai phía so với góc O. Và cách góc O một khoảng bằng 2,5 đơn vị. Đúng chưa nào? Vậy, chúng mình chú ý cho cô này. Chúng ta sẽ có hai số thực thỏa mãn giá trị tuyệt đối của nó bằng một số dương cho trước. Nhớ cho cô phần chú ý này nhé. Rồi, vậy là chúng mình đã cùng với cô thực hiện xong bài 2.18. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách